Vâng, vâng. Mình có việc gì ở đây đấy? À không, em đang mệt mệt, em đỗ xe đây em nghỉ rồi. Mình di chuyển đi cho phép nghỉ đi. Vậy sao lại phải di chuyển ạ? Đây là hè phố. Đây là hè phố. Em đỗ sai không ạ? Hả? Em đỗ thế này có sai không? Có không? Có sai anh lập biên bản em cái. Anh quay chưa? Quay quá nhưng đây. Sai anh lập biên bản. Anh tên gì nhỉ? Nguyễn Thắng Tuyền 033811 đúng không? Anh bảo đỗ xe này là sai đúng không? Đấy. Lại là sai thì anh lập cho em cái biên bản. Anh bảo là sai thì anh lập biên bản cho em. Đây em quay lại vị trí đỗ xe thứ rồi đây. Đúng rồi, sai thì anh lập biên bản cho em. Đỗ xe lỗi đỗ xe trên hè phố. Không, anh nhắc làm sao được. Thứ nhất là nếu anh đã thông báo lỗi là sai thì anh lập biên bản đúng theo luật xử lý vi phạm hành chính. Thế còn em năm nay 40 tuổi rồi. Đúng rồi, thì em 40 tuổi là quá tuổi nhắc nhở rồi. Theo luật là nếu tôi anh đã thông báo là sao? Anh không được phép nhắc nhở đúng không? Anh công an phường nào? Quận nào? Đơn anh ở đơn vị nào? Nào bây giờ anh trả lại thì đây anh cầm lấy bằng anh lập biên bản. Vâng, anh nhắc nhở làm sao? Một là anh bảo tôi đỗ đúng hay đỗ sai? Anh đỗ ở trên xe trên này phố là chưa được, tôi nhắc nhở. Là đúng hay sai? Luật chỉ có đúng hoặc sai thôi. Sai gì ạ? Sai thì anh tôi yêu cầu anh lập biên bản. Tôi nhắc nhở anh di chuyển. Anh không nhắc nhở được, một là đúng hai là sai. Nếu anh bảo tôi đỗ sai yêu cầu anh lập biên bản đúng theo luật xử lý vi phạm hành chính. Còn nếu không anh bảo tôi đúng thì anh phải sửa lại câu nói chứ anh không thể anh bảo tôi là tôi đỗ sai xong anh nhắc nhở được. Nhắc nhở làm sao được tôi? Đấy, vào ngoài xe anh cầm anh lập biên bản không? Tôi yêu cầu anh lập biên bản, tôi sai, tôi yêu cầu anh lập biên bản. Đúng lỗi, không, tôi không xin, cũng không nghe nhắc nhở. Đấy, xong rồi yêu cầu anh lập luôn biên bản mấy cái xe đằng sau này nữa. Vâng, không, thì anh cứ lập cái xe tôi đi đã. Tôi sai, anh cứ lập cái biên bản xe tôi đi đã cho nó đúng. Anh bắt lỗi xe tôi xong rồi anh không bàn giao lại anh nói này. Tôi không biết, anh bảo tôi đỗ sai thì anh lập đúng biên bản lỗi đỗ xe trên hè phố. Còn anh không được quyền nhắc nhở tôi. Một là ông xin lỗi tôi, hai là ông lập biên bản đúng lỗi ông thông báo với tôi. Thì anh được chưa? Kể cả là em đỗ ở đấy luôn. Không sai, tóm lại là có anh đi ra anh thông báo em là đỗ xe trên vỉa hè là sai thì em bảo lập biên bản đúng cái lỗi đỗ xe trên vỉa hè thế thôi em nộp phạt của anh đỗ xe yêu cầu cái gì trong này có ghi hết là anh thông báo đấy ông vừa bảo không ông tôi ông lại xưng ông tôi với tôi đấy ông xưng với tôi làm gì thế thì từ bây giờ cứ ông tôi ông em mệt thì em ngồi kia sai không nhưng mà anh ấy bảo là em đỗ xe sai thì lập biên bản bảo anh lập đúng cái biên bản đỗ xe trên vỉa hè là sai em về em hỏi xem là đúng hay sai
Thế là vừa anh ngồi kia thôi thì anh ngồi anh mệt anh nghỉ đi. Tóm lại là xe em ở đấy, anh ấy bảo em đỗ trên vỉa hè là sai. Thì em yêu cầu anh ấy lập biên bản. Xong rồi anh ấy lại bảo em là nhắc nhở với nhắc nhở. Em không cần nhắc nhở, sai thì lập biên bản phạt. Nếu có vấn đề thì em không đấy thì em thấy thông báo là em đỗ xe kia là sai thì em yêu cầu anh lập biên bản thôi. Thế còn anh ấy bảo là nhắc nhở thì em không đồng ý nhắc nhở. Không hỏi cái gì trong này thông báo đàng hoàng luôn. Thế hỏi anh làm gì thôi, không có vấn đề gì đâu. Em chế à? Thông báo anh chế được. Anh em biết cả. Biết cả ông thông báo lỗi lao. Anh em biết nhau cả. Thế bây giờ bảo ông ấy lập biên bản đi. Hôm nay tôi còn trẻ ở đây nhỉ. Vâng. Tôi nghĩ là người biết đó. Anh em biết nhỉ. Biết nhau mà. Bạn cứ ngồi mẹ tôi nghỉ thôi. Ngồi nghỉ bình thường thôi. Đây mấy anh nhỉ? Đây 10. À 10. Còn là anh em mệt cứ nghỉ. Không, ông ấy ra ông ấy thông báo là lỗi đỗ xe trên vỉa hè là sai. Em ấy yêu cầu là thế thì sai thì là biên bản, xong rồi lại chuyển sang bảo là nhắc nhở thì em không đồng ý nhắc nhở. Một là ra xin lỗi em, hai là thông báo lại lỗi đúng hay sai ra trả lời rõ ràng. Ra hỏi xem làm gì thôi, bạn mình là lấy. Không. Ra thông báo lỗi đàng hoàng, em có quay đây rồi. Tức là biết, tức là anh mệt hỏi anh mệt không mệt thôi, còn giúp đỡ gì không thôi. Nếu anh không có gì đâu nhỉ, anh ngồi anh mệt không nghỉ tiếp đấy. Thế bây giờ em đỗ xe kia thì có sai không anh? Anh cũng mệt, anh không nghỉ đi. Còn anh em thì biết bạn cái đấy mà không phải biết đâu.